ông quay lại cho nó đẹp chứ. Chà. Ừ, hồi xưa là này. Đây ông quay mà. Bây giờ là không à, chuẩn bị là nó không cho hết nha. Thế nên à, mua vàng là đúng rồi. May mà em mua hết. Nó cấm thì vẫn có người bán người mua thôi, đâu coi vô hàng mà lấy được. Bây giờ nó không nha. Bây giờ là không á. Bây giờ chỉ cho ngoài là lưu hành tiền Việt thôi. Là khác thế nha. Xong thể nào mai mốt là cái lại còn cái khác nữa đấy. Thôi mọi người tập trung đi, 13 phút rồi này. Hôm nay là phải thoát lệnh nhanh đấy nha. Có gì đâu, vào thêm kêu 1, 2, 3, vào. Không có. Có cái bao 1, 2, 3, vậy là chị sai rồi đấy. Scrap à, scrap là mà nghe là không có kịp vào đâu. Có đúng không Hà Phong? Cái đấy là